Đợi mấy anh hiệp sĩ xuống sắp tới. Hiệp sĩ gì mà hiệp sĩ, mệt em quá à. Ok đi. Alo alo. À, xuống đi em đứng em đang đứng đây đợi anh nào. Ê bà chạy, bà chạy. Đi 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 đi. Nè nè mấy. Đi 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 đi. Giúp. Ông ơi. Giúp. Ông. Như lời đã hẹn ông bà cô chú ơi, thì hiện tại đến bây giờ theo cái lời chia sẻ của chị đẹp á, là nói rằng là hai lần trước là tầm khoảng đâu đó là 10 giờ thì chị Út sẽ quay trở lại đây với một người nào đó đưa chị về đây, thì em không biết là thực hư như thế nào. Thì anh em đang cố gắng đứng ở một cái chỗ mà khá là xa để coi như là phục kích, coi thử coi là đợt này có tóm gọn được cái tên mà rù quến chỗ của chị Út, để cho chị Út phải lên ở trên này rồi có những cái hành động cũng như là khiến cho cá nhân của anh em tụi em cũng như là ông bà cô chú và anh chị em đang rất là thất vọng, và nhất là bên phía gia đình người mẹ của chị thì khi mà hay tin thì thực sự là đến bây giờ thì rất là buồn, muốn gục ngã luôn cả nhà. Thì sự khi mà nãy trước khi mà để bấm máy cái video này á, thì anh em tụi em cũng có gọi điện về phía bên gia đình, thì cũng có chia sẻ, cũng có thông báo về cái mà tình hình ở trên này, thì nhận được cái thông tin từ người chị ruột của chị Út cũng có gọi lên, thì nói rằng là gia đình giờ là lo lắng lắm luôn rồi. Cũng khuyên anh em là cố gắng dùng những cái biện pháp mềm mỏng nhất mà cố gắng là để tìm gặp được chỗ của chị Út, rồi gắng cố gắng mà khuyên. Thực sự thì cái cảm xúc của anh em ở đây bây giờ cũng đang ráng là kìm nén lại, thực sự là rất là giận và rất là buồn và rất là bực và rất là tức trong lòng luôn. Nhưng mà dù gì thì cũng gắng cố gắng kìm lại cái cảm xúc của mình, đứng ở một cái chỗ mà cũng khá là xa với cái chỗ ở của chị đẹp. Chỗ chị đẹp thì phía bên này cũng như ông bà cô chú đằng sau cái bụi lùm này, thì anh em thì em đứng ở khá là xa, cách cũng khoảng tầm trên đâu đó trên dưới 200m đó cả nhà. Thì một cái đoạn đường khá là xa thế này thì em nghĩ cũng là ok, tại vì xung quanh đó là rậm rạp lắm, cũng không có thể nào mà dễ mà có thể thấy được anh em tụi em đâu. Thì tầm giờ này là để bấm máy trước khi mà cái tên đó đưa chị Út vô để mình có thể tóm gọn được tận tay và bao mặt một lời để đối chất luôn. Nhưng mà theo em rất là mong là ngày hôm nay chị Út sẽ về đây. Chứ mà còn mà sợ sự mà chị Út mà không về thì cũng bó tay. Nên bây giờ anh em rất là mong muốn là chỉ còn cái kỳ vọng đó thôi. Đúng rồi, là chị Út sẽ đi về chỗ chị đẹp. Chứ bây giờ mà hôm bữa rày đó là 2 đêm rồi là chị Út ở đây, thì anh tin chắc rằng là sẽ ở đây. Tại vì không có cái cơ sở nào mà coi như là chỗ của chị Út biết rằng anh em mình đang có mặt ở đây. Đúng rồi. Không có cơ sở nào để biết hết. Tại ngủ ba ngủ 2 đêm rồi thấy em ru mà. Nhiều khi á chị lại nghĩ á là anh em tụi mình á là đang còn ở dưới kia kìa. Hoặc là có thể là nghĩ là anh em mình bỏ cuộc đi về. Đúng rồi. Tại vì anh em mình đã đăng cái clip lên. Nhiều khi là cái người mà lại mà thúc giục chị Út đi á, cứ nghĩ là anh em mình đã bỏ cuộc. Đúng rồi. Mình cố gắng mình kiên trì ở đây thì như những lời của ông bà cũng có nói á, là mình cứ cố gắng đi, có công mài sắt thì có ngày lên kim. Dạ đúng rồi. Mình cứ cố gắng thì theo một tí một còn một tí xíu gì đó cái hy vọng, thì mình vẫn tin rằng là mình sẽ tìm gặp được chỗ của chị Út. Bây giờ là chị có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì mình gặp một lần để mình muốn hỏi những cái lý do, cũng như là để cho cái lòng của mình nó được nhẹ nhõm, nó không có còn chứa nặng những cái câu hỏi vì sao và tại sao nữa. Thực sự là những câu hỏi đó nó đè nặng vào trong cái tâm trí của anh em tụi em á mấy ngày hôm nay rồi. Đêm á thì ngủ không có ngon, còn ban ngày á thì ăn cũng không có được, cảm giác nó sao á, rất là khó chịu, coi như là ăn không ngon mà ngủ không yên á. Nói chung là mục đích của anh em mình là muốn là hoàn thành cái nhiệm vụ, là sứ mệnh anh em mình sẽ đưa về với gia đình. Đó là điều mà anh em mong muốn, nhưng mà xảy ra cái sự việc như vậy thì thật sự là khiến cho ai cũng là rất là thất vọng và buồn. Nên là mục tiêu ngày hôm nay anh em ở đây rất là phía, và cũng như là sẽ trông chờ thật sự là
đủ duyên để mà cho gặp được chị Út khi mà chị Út sẽ xuất hiện đi về chỗ nơi chị đẹp này. Đúng rồi. Bây giờ là nãy giờ là cũng đã gần tới 10 giờ rồi. Thì như lời của chị đẹp nói á, này qua đây không, mình qua đây tí xíu. Ê chị đẹp ơi. Chị đẹp ngồi đây, ngồi đây chị đẹp, ngồi đây, ngồi xíu trong xíu. Cứ trong xíu xíu trong. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mực ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy, xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mực ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Chiếu có chừng có chừng có chừng có chừng về mà thấy đó, chừng thấy á, chừng thấy á, ngồi xuống trong xíu, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống trong đây xíu đi. Coi là coi như á là chị nói với em á là hai lần trước là 10 giờ thì chị Út mới đi về đúng không? Thì nay là cũng gần 10 giờ đó, thì em nghĩ là chắc xíu nữa là sẽ về. Coi như là đi tới đi lui á, rồi cái hôm mấy hôm trước á là hai lần trước á là chị là thấy là chị đẹp có ai chở tới đây không hay là tự động đi tới đây một mình? Chị thấy chị ra kiểu lúc 10 giờ chị thấy có một thằng chở thấy hồi kinh bỏ đó. À là có người chở vô đây hả? Thấy biết nói của chị á, chị kể thì xong chị vô thấy nó ngồi trong cái chỗ chị nằm đó. À đó, tức là có người chở chị vô đây. À là bỏ chở vô đây, bỏ chị vô đây là đi về. Là tóm lại là có người chở vô đây. À. À. Cho nó đi đóng nữa. Ừ. Cho nó nói buồn lên chị chay. Nè trong gắn cái mít này. Đẹp nó diện lớn đó chị đẹp. À, nó lên chị chay. À. Cái chị nói xổm chị hổng ngày cứu chị tay rồi không có lên mà sao nay luôn hoài vậy? À. Cái nó nói trốn ở dưới dòng tháp bên đây. À, trời đất ơi. Cái chị nghĩ là trong bụng chị nói ủa nó đi với mà tụi nó mà sao về lên đây mình chị vậy? Chị hỏi ủa em đi với ai lên đây vậy? Nó đi mình nó. Rồi coi như là cũng cũng tội cho chỗ chị đẹp nè. Ờ chị đang ngủ lúc 11 giờ, 10 giờ tới chị ngủ không được thì nó thức tới 12 giờ. Trời đất ơi. 1 giờ 12 giờ chứ để thôi giờ chị ngủ miếng bết quá rồi. Hay là hốc hác rõ luôn á chứ. Hốc hác tới nó chạy cái mưa cái mệnh gì của nó nằm nha chỗ đó. Dạ. Rồi giờ chị coi như là bữa rày á là coi như là ăn uống rồi này kia rồi chị cũng lo đúng không? Chị lo chết. Lo hết luôn hen. Ờ. Chị lo sao? Trời ơi lụm dây chai có bao nhiêu tiền đâu mà bây giờ là phải lo vậy nữa. Chị về chị còn lấy cái hộp cơm của nó chị xé ra nửa, nó nửa chị nửa chị ăn. Rồi ơi. Cái nước mắm của chị ăn miếng, chị chừa cho nó miếng mà nó không ăn. Ừ, tình cảm vậy. Thế chị đưa cho chị nước mắm nữa, nó heo mày ăn đi tao ăn rồi. Thế nên là bây giờ gì? Bây giờ. Im. Tắt cái đèn. Được, xem. Chị ra trước. Đừng nói em ở đây nha. Đừng nói em ở đây. Bà về. Đúng chết bà này vậy. Thiệt chứ trời. Đó cả nhà. Nè, thấy không? Cả nhà thấy không? Lấp xuống xíu. Thấy bây giờ đó. Đây cả nhà. Đó, bà biết rồi, bà nói thi thò đi thỏng gì đó kìa. Đi ra. Mở đèn lên. Bắt lại trận liền. Mở đèn lên con kia đâu. Quay. Tụi em này. Sao vậy? Hả? Sao rồi, đã chụp. Em cho lại cái máy lên coi. Dốc.
em để cái máy lên này. Trời nói chuyện xíu đây. Chị nói chuyện với anh em xíu đây. Bánh mì nãy giờ nè, mà gạt tôi đúng không? Bánh mì gì mua rồi. Trời đất ơi. Bánh mì luôn hả? Mua cho chị đẹp ăn mà bả gạt tôi. Gạt phải không? Bả nãy giờ bả không nói có tụi em. Sao mà nói cho tụi em được? Chị biết là chị đi vậy là tụi em bực mình lắm không? Chị có làm gì đâu. Chị không làm cái gì? Chị nói chị không làm cái gì mà cho nó được á hả? Trời ơi, còn ai mua cho nước cho đây? Có cho nước theo nữa nè. Nước người ta cho đó. Bây giờ kiếm chỗ nào cho chị Út ngồi đi. Có bánh mì luôn cả nhà. Trời ơi. Chị Út vô đây ngồi đi. Tụi em không, bây giờ chị ngồi xuống đây luôn đi. Em đi dạy đi mệt. Chị ngồi xuống đây luôn. Chị ngồi xuống đây luôn, tụi em hỏi chuyện xíu đây. Hỏi chị chuyện đây. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Bữa giờ không chị Út? Kiếm chuyện chi nữa? Chị ngồi xuống đây. Chị kiếm chị bữa giờ chị biết không? Trời. Chị làm em thật sự là đúng, thật sự như ông bà nói là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác á. Thì bữa ở đó là tụi em tưởng chị đi về rồi thôi đó. Thôi cái gì mà thôi, mà bây giờ là đưa tới phải đưa tận nhà chứ, mới tới khách sạn mà chị bỏ đi mất tiêu mà chị đi, chị không nói với anh em tụi em một tiếng nào luôn. Chị biết là anh em tụi em chở chị xuống dưới đó là đâu phải là vì quay chị đâu, mà cũng như là vì cái lời hứa, mà coi như là mình đã hứa với gia đình rồi, hứa với người lớn rồi, mình phải làm chứ, mình phải thực hiện chứ. Cái lời hứa nó rất là quan trọng như mà bây giờ chị bỏ đi như vậy. Cho chị ngồi xuống đây đi, chị ngồi xuống đây cho em luôn đi. Ngồi đây đi. Cái luôn mà tụi em đi kiếm chị như tội phạm luôn á. Ngồi xuống đây. Chị Út ngồi xuống đây. Làm gì mà đi theo chị vậy, đi kiếm bắt giống như tội phạm vậy? Không phải là bắt như tội phạm, nhưng mà tụi em phải biết được chị ở đâu. Rồi tại sao như vậy? Trời ơi, sao ổ mì kìa. Nhưng mà chị đi lên đây chị đi bằng cái gì? Bữa chị đi bộ á, cái anh đi xe tải kia anh thấy, anh hỏi đi đâu á. Trời ơi. Anh cho coi già. Cái bữa tụi em gặp phiên chị và cũng như là nói cho chị biết là những cái người mà người ta lừa chị, người ta muốn này kia kia nọ rồi. Mà chị còn dám tin người ta để mà đưa chị đi lên lên xe tải nữa. Đó, anh chở chị về thành phố nó có lừa đâu. Rồi đem theo ổ mì vậy đó hả? Hả? Ở dưới nhà thì cơm nước đồ ngon lành. Chị đồ nấu cơm nước để sẵn hết trơn luôn rồi. Đó, mà cuối cùng thì vậy đó. Chị biết thấy chịu được không? Là ảnh hưởng lắm gia đình, rồi nhà bên cơ quan người ta điều tra này kia nữa. Đó, rồi tụi em phải ở dưới bữa giờ đó, 3-4 ngày mới về. Rồi đi tìm chị mấy bữa nay nữa. Nhưng mà tại vì chị chưa muốn về mà tụi em cứ muốn chị về gửi nhà kêu rồi hoài. Nhưng mà sao đâu phải là tụi em bắt chị về đâu, ngày hôm đó chính chị là người kêu tụi em là giúp cho chị đi về để lấy tiền. Thì chị muốn nên cho tụi em biết là chị đi về vậy rồi. Là chị dụ tụi em đúng không? Tụi em biết vậy rồi, tụi em khỏi đi kiếm chị nữa. Là chị dụ tụi em đúng không? Dụ đâu. Vậy chứ sao? Thì cho tụi em yên tâm thôi. Yên tâm gì, chị yên tâm mà chị nửa đêm chị bỏ chị đi thì khiến cho tụi em kiếm mấy ngày nay muốn chết luôn. Thì chị đi nó cũng gần nhà chị rồi, chị đi vậy thì tụi em tưởng chị về nhà là được rồi. Trời, tưởng cái gì mà tưởng vậy được. Chị làm như rồi con nít vậy, tưởng sao tưởng. Cái bữa chị nói gia đình chị là liên lạc với tụi em. Là gia đình chị tin tưởng tụi em là nhờ tụi em đưa cho chị về. Mà tưởng cái gì tưởng. Cái bữa chị nói là ở đây gần nhà chị để chị tự về được rồi, tụi em khỏi đưa nữa. Nhưng mà chị cũng phải lên để tụi em nói một cái chứ, gặp gia đình để tụi em cũng nói chuyện gia đình một tiếng chứ, ít nhiều cũng nói một tiếng chứ. Tụi em đã gặp chị gái của chị rồi. Bà nói vậy. Bây giờ ở dưới gói bèn ở dưới hết trơn á, người ta nhờ bên phía bên cơ quan rồi người ta vô ta tìm chị. Coi như là vô cuộc luôn rồi đó. Chị thấy rối chưa? Chị có làm gì đâu. Mà chị đi đâu, đi trời đất nào, phương trời nào không ai biết hết trơn. Nhờ là cuối cùng anh em nhớ cái vụ là chị đẹp nên anh đi qua đây hỏi mới biết được chị có xuất hiện ở đây 2 ngày trước. Thì sao là tụi em rất là đau đầu với chị luôn á. Chị nghĩ đi, giờ anh em của tụi em phải ở đây tới 10 giờ mấy để mà canh chị về luôn. Bữa vô khách sạn là chị có nói với tụi em rồi. Chị nói gì? Chị nói là ở đây cũng gần nhà chị biết luồn về rồi, thôi tụi em khỏi theo nữa. Mà tụi em cứ nói thôi chị mệt rồi muốn phòng nghỉ đi rồi sáng về, thì sáng chị đi thôi. Bây giờ là để em điện cho bé chị gái của chị. Thôi điện chị điện hoài á. Điện cho chị gái chị lên liền chứ nghĩ sao vậy? Hồi nãy em cũng có thông báo là có hay tin chị ở đây rồi. Chị chưa có muốn về. Chị tới khi nào nữa?
Để chị đi chơi ít bữa thôi. Chị cứ bây giờ là tụi em không còn tin chị Út nữa. Chị Út cứ cái tình trạng này là em nói thiệt với chị nha. Cái hôm bữa mà anh em tụi em đưa chị ra bến xe là chị đi, chị bỏ chị đi về là một phần trăm rồi. Đó là 100% tin tưởng chị đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà chị làm như vậy là làm cái lòng tin của anh em tụi em nè, cũng như là ông bà anh chị em trên cộng đồng mạng mất đi cái lòng tin của mình đối với chị. Thật sự là đến ngày hôm nay nữa thì cái khả năng mà chị kêu rằng là chị sẽ tự về hoặc là chị sẽ về với gia đình là đến bây giờ em nói thiệt luôn nha, trong thâm tâm của em á và anh em ở đây á, là chị có nghĩ một điều thế này nè, là không bao giờ chị sẽ quay về. Về chứ, xong rồi em tin tưởng chị á, là nó đang tuột dần rồi. Nó bây giờ, hiện tại bây giờ, nếu mà nói bây giờ á, là nó chỉ còn chỉ có 1% thôi. Dạ. Hết rồi. Em là em mất lòng tin gì chị Út nhiều lắm rồi. Chị biết không, là công sức của anh em tụi em á, bao nhiêu ngày nay á đi lặn lội đi tìm chị, coi như là giải nắng dầm mưa cũng phải đi tìm chị cho bằng được luôn. Và những cái nơi mà chị đã từng đi qua thì anh em tụi em đã đi rảo suốt luôn, hỏi rất là nhiều những anh chị em, ông bà cô chú ở ngoài, đưa hình chủ chị ra. Và thực sự á, đến ngay bây giờ là cái cảm xúc của em không thể nào mà kiềm chế được, nên em cũng nói luôn là cái nhung là cái hình ảnh mà chỗ của chị á, chị có nói cũng như bên phía gia đình cũng có nói là không có gửi cái hình của chị lên trên cộng đồng mạng để làm ảnh hưởng đến chị gì sau này đó, thì tụi em cũng đã thực hiện cái điều đó. Nhưng mà cũng phải lấy cái hình đó ra để làm gì, để cho những ông bà của chú ngoài đường á có thể nhìn thấy chị, biết chị, vô tình gặp chị thì có thể thấy được và dẫn cho tụi em tới để tìm chị, nên đưa những cái tấm hình đó ra đó. Thực sự là sợ rằng á là chị thay đổi những cái trang phục và cách ăn mặc, nhưng mà đó là anh em mình đang nghĩ nó hơi bị xa một xíu. Đúng rồi, cái cách ăn mặc của chị và cái ngoại hình của chị nó không thay đổi luôn. Có sao nó mặc y chang vậy, tới bây giờ, tới giờ đến khi mà mình anh em mình bắt gặp ở đây là chị không ngờ là mình biết ở đây, đúng không? Thì đâu có thế nào mà báo trước được đâu, đâu có ai báo đâu. Bên chỗ chị đẹp thì đâu có điện thoại đâu, đâu xài điện thoại. Bây giờ đi, cho em hỏi nha. Bây giờ em tụi em thì cũng không cũng rất là thiệt sự rất là buồn và thất vọng về chị Út. Nhưng mà cho em hỏi cái này vấn đề này là chị Út, chị trả lời cho em biết là lý do tại sao chị quay lên đây để làm gì chị Út? Đến nhà của chị đẹp để làm gì chị Út? Tại chị nhớ bạn chị. Là bạn chị là ai? Ô kệ chị đi, bạn chị em cứ hỏi chơi. Ủa mà sao tụi em biết chị ra là tụi em và, làm vậy? Và cho em hỏi một câu nữa là chạy lúc mà tụi em đưa chị về và chị bỏ đi mấy ngày nay, xong tụi em không tìm được chị, chị có biết là tụi em đi tìm chị không? Chị biết đâu. Vậy là chị tự nghĩ là tụi em đã bỏ cuộc hả? Thì chị nghĩ là chắc tụi em tới đó rồi, tụi em nghĩ chị đi về nhà rồi thôi. Là em chị, về chị cứ nghĩ như vậy là chị đi đâu? Đúng rồi, chị nghĩ là chắc là gần tới nhà, tại tối đó chị cũng nói cho em là để chị tự về được rồi đó. À, chị tưởng là... đâu là tụi em nghĩ là chị đi về nhà rồi, tụi em không đi kiếm chị. Mà chị biết là em kiếm ở dưới ở Đồng Tháp không là đã 2 ngày rồi. Về ở đây tới Sài Gòn này nè, em đi tìm trên vòng vòng trên Sài Gòn rồi và tới lên tới trên đây. Chị biết là mấy ngày không? Rồi sao biết ở đây vậy? Tại sao biết ở đây hả? Ừ. Thật sự ra chị em đâu có điện thoại gì đâu. Nói về cái khía cạnh mà này kia. Nhưng mà giống như là có một cái năng lực nào đó, cái năng lượng nào đó coi như là níu kéo anh em tụi em lại và nói là tại sao mình không tìm ở đây, tại chỗ của chị đẹp này đó. Còn những cái nơi khác là anh em tụi em đã đi tìm rất là nhiều rồi, chia ra mỗi người đi một chỗ, đi cái... những nơi mà anh em mình đã từng đi đó, kể cả cái nhà quen luôn. Lúc đầu chị ở luôn, đi ra đó kiếm nán hết trơn á, nhờ địa phương người ta tìm giúp nữa. Nhưng mà cuối cùng á thì lại đến đây theo cái cảm nhận và cái năng lượng nào đó thúc đẩy anh em tụi em tới đây, thì cuối cùng á là đúng y như rằng luôn là chị đã ở đây. Tụi em đây hồi nào và cái đó là cũng là cái mà sai sót của anh em tụi em, tại sao mình không tới cái nơi này sớm nhất. Nếu mà sớm hơn thì có thể là nó cái sự việc nó không có làm cho mình tốn nhiều cái thời gian không, và công sức. Mà nhiều khi em nghĩ gì nè, nhiều khi là mình tới đó lúc đó bả biết mình ở đây rồi bả không về đây thì chết nữa, đúng không?
Mà sao tụi em biết mà tụi em rảnh đây, sao tụi em biết chị vô đây? Thì chị đẹp nói chị đã xuất hiện đây. Cái bà đẹp này thiệt tình nói chị em gì đâu. Nhưng mà đó là cái tấm lòng rất là tốt của chị. Nãy đúng vô rồi. Còn không nói nữa, nãy vô không nói, có tụi nó ở đây em nè. Em dặn chị đẹp là từ chiều tới giờ rồi. Là coi như là tụi em cố tình á. Phải. Ở đây để rình. Phải mà nãy coi như á, là theo lời của chị đẹp nói. Tụi em muốn thì tụi em gặp chị nè. Đang theo một cái người nào đó. Ủa bà đẹp này nữa. Đó. Mà cái em không hiểu được là cái sức hút nào mà mãnh liệt đến nỗi mà làm cho chị không về được với gia đình luôn. Mà trong khi đó là bước chứ còn mấy bước chân nữa thôi là tới nhà rồi đó. Mà chị lại quyết định là quay lại lên trên này. Nói chung là chuyện nhà của chị em không có hiểu đâu. Chị nói đi mới bây hiểu. Giờ bên nhà thì cũng đã nói rồi. Người ta có sai, có gì cái thì cũng đã nói hết trơn rồi. Mà cái chị đẹp này thiệt tình luôn á. Nãy phải chị đi vô cửa ba lại ba nói có tụi nó đây là tôi chạy rồi. Tụi em đã dặn rồi, chị biết là tụi em ngồi từ 6 giờ chiều mà trong cái bụi lùm nó mũi nó cắn tụi em banh chảnh chân không? Chị em gì? Ra đó nói một tiếng chị nói nãy là tôi chạy. Em hỏi chị Út nè, chị nãy chị đi về với ai chị Út? Rồi. Nãy chị đi về đi đâu mà chị đi nguyên ngày nãy chị đi đâu? Chị đi với bạn chị. Bạn chị là ai rồi người đó đâu? Đây rồi. Là người đó đưa cho chị về hả? Ừ. Là bạn chị là nam hay nữ? Là nam á. Hay là cái anh mà đúng có rồi hả? Cái anh bữa chị ra ngoài chị nằm với ảnh tụi em bắt rồi đó, bắt quả tang đó. Trời ơi là trời, cái anh đó là tụi em nói rồi mà chị chưa dám gặp. Ảnh thương chị mà. Anh đó đã có vợ có con rồi mà. Chị biết không, ảnh á là theo thông tin mà coi như là tụi em được tìm hiểu được á, và giống như là có một lần như thế này là không biết là chỗ của chị Út còn nhớ không, chắc em nghĩ là chị Út không nhớ đâu. Chị có chia sẻ và chị có nói với chị đẹp rồi là táo quả, khi mà anh em thì em nghe biết thông tin đó rất là táo quả luôn, là ảnh á là có tới 3 đời vợ rồi và quen á rất là nhiều. Chị đâu có biết đâu. Không biết sao chính chị nói. Nhưng mà anh nói anh đâu có vợ đâu. Kể cho chị đẹp nghe. Thì anh chị đẹp mới nói lại cho anh em tụi em mới biết. Chị không nhớ. Trời đất ơi. Nhưng mà cái anh bữa nằm tại sao mà những người khác chị không quen mà chị lại quen cái gu mặn như vậy? Tại anh đẹp trai mà. Nhưng với lại là tại sao mà đã chị bị như vậy rồi chị quen cái anh đó có cho chị cái gì không? Mà anh đẹp trai. Chỉ là đẹp trai thôi. Trời ơi. Sao mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài vậy chứ? Anh. Thật sự anh em của em á, khi mà chia sẻ clip của chị lên á, thì cái những cái cảnh của chị làm nè cứ lặp đi lặp lại diễn ra diễn lại liên tục. Tụi em đừng có chia sẻ nữa rồi. Mà không biết cái lý do tại sao mà chị Út này lại không chịu về với gia đình. Tụi em đừng chia sẻ nữa là về được về với gia đình đi. Anh em tụi em sẽ hứa một điều là thật sự á, là trong lòng anh em tụi em á rất là giận chị, rất là bực mình luôn. Bây giờ chỉ còn một cái cách duy nhất thôi. Chị về với gia đình đi. Để bây giờ thôi, em điện nha. Anh em tụi em sẽ rút. Để giờ em điện cho chị gái với ảnh cho chị dễ biết đi. Thôi để chị gặp ảnh vài lần nói chị về. Không. Đi về liền chứ em điện. Thôi mà chị có hẹn với ảnh rồi. Em điện về mới được. Điện bây giờ em điện cho chị nói chuyện với lại. Thôi chị không nói gì đâu. Để chị chờ chị gặp ảnh đi rồi chị về. Bây giờ em điện. Không được mà mệt. Em quá đi. Không được cũng phải được nữa. Ảnh còn hứa ảnh cho hoài chị á. Không. Có nghe không? Đó. Hồi chiều á em đã điện cho chị báo tin là ở đây rồi. Không có thì báo gì nữa hết á. Không biết là sớm hay muộn là chị của chị lên đây thôi. Chị không phải gặp anh kia nữa chị mới về. Anh nào nữa? Cái anh người yêu của chị đó. Cho chị nói chuyện với chị nha. Không. Muốn nói đâu. Để em điện đã. Em lì quá. Em cứ à. Bấm máy gọi đi. Dạ ok. Bây em giờ coi như là chị à. Không nói nhưng mà để cho nghe cái tiếng chị đó thôi cũng được. Dạ. Đáng ta nói chờ đến người ta gặp người yêu ta đi rồi ta về mệt. Người yêu nào mà người yêu? Cái anh đó đó. Đợi đi, lát chị nói chuyện với chị gái chị đi rồi tụi em nói đi chuyện không? Vậy không chị còn chờ người yêu tặng quà chị mới về. Được, anh ơi. Vừa sao nãy giờ từ sớm mới giờ kỳ vậy? Chịu giờ điện không được anh ơi. Có đổ chuông không? Không, tút không à. Tôi không nhìn à, không, bây giờ chị nói với tụi em là chờ chị gặp người yêu chị đi rồi chị về. Nhiều khi là mấy bận.
Bây giờ đây tới sáng mai tụi em sẽ điện mọi cách để điện liên lạc với chị gia đình chị và chị gái chị. Không, chút chị trốn á, tụi em không nghe chị trốn nữa đó. Em chắc chắn một điều á là đêm nay anh em tụi em sẽ canh chị luôn, chứ không theo chị luôn. Canh ở đâu? Chị ở nơi chị ở đâu tụi em sẽ ở đó. Tụi em dám đi canh chị hả? Coi như là tụi em đồng hành cùng với chị từ ở trên này vượt hàng trăm cây số đi với chị xuống gần tới nhà rồi. Tụi em còn làm được cái điều đó mà. Thì hỏi tại sao mà đến ngày hôm nay tụi em không thể nào mà ở đây để coi như là theo dõi chị. Ừ, theo dõi đi. Chị đi, đứa nào theo là chị quýnh. Chị có làm như thế nào đi chăng nữa thì tụi em cũng phải coi như là biết được cái nhất cử nhất động của chị. Coi là cả nhà mua bánh mì chị mua chị ăn hay là sao? Bánh mì bạn chị cho đó. Tốt ghê ha. Dắt đi xong mua cho bánh mì. Mua cho chai nước nữa nè. Trời ơi. Công nhận á là sao mà đến bây giờ nó Hải nghĩ á là quen nhau mà cháu đó rất là dễ luôn á. Hẹn nhau đi chơi xong rồi mua cho nhau ổ bánh mì với chai nước đâu. Là được á. Theo em á nha. Tại vì kiểu dễ giải đó chứ. Dễ giải cái gì mà anh em ở đây? À, những cái tâm lý cái kiểu hiện tại giờ cộng nhắc không biết như thế nào. Nên là những cái thanh niên mà lại mà tiếp cận với chị Út á. Ừ. Nói chung là những cái người đó là những thành phần xấu. Xấu gì anh đẹp trai nha. Nên là mới tiếp cận chị và lén lút thập thò như vậy chứ không ai mà như vậy hết trơn á. Người ta đàng hoàng, người ta đã công khai rồi. Công khai vậy đi theo chị cho tụi em quay hả? Bây giờ nếu mà trường hợp xấu á, tối nay mình đưa bả về chỗ nhà trọ mình thuê. Không có gì nhà trọ gì hết á, mệt quá. Chủ cô chủ á lấy cậu phá cửa lại luôn. Ai theo tụi em vô đó mà phá cửa? Thì tụi em sẽ dùng cái biện pháp mà coi như là cứng rắn nhất luôn. Cứng rắn gì đó chị quýnh tụi em á. Chứ bây giờ làm cứng làm căng với chị đi chứ không có thể mà ấy được. Bữa giờ là anh em tụi em rất là gọi là nương với chị rồi. Muốn cho chị có cái sự thay đổi. Muốn cho chị có cái sự tốt đẹp hơn. Mà coi như là càng dễ dãi với chị á là chị cứ coi tụi em như là một cái trò chơi. Ôi, chị đâu có thiếu nợ tụi em đâu. Đó. Thiếu nợ tụi em đâu mà tụi em cắn cứng rắn vậy. Nhốt chị nữa. Tụi em không phải là nhốt chị nhưng mà có là muốn bảo vệ cho chị tránh những cái kẻ xấu. Bố tụi em nói chị đi về là được rồi. Chị đi về nhưng mà chị phải vô nhà, chị phải tới nhà tới cửa. Thì tụi em đừng nói còn đâu ai biết đâu. Anh em tụi em gặp nếu mà không ghi hình, tụi em chấp nhận điều đó rồi đúng không? Tụi em cũng mới nói với chị cũng như nói với gia đình rồi. Nếu cần thiết thì em sẽ không có ghi hình luôn. Tụi em sẽ làm một cái clip coi như là chính đích thân anh em tụi em tới gặp rồi nói chuyện với gia đình, vậy là xong. Tụi em đâu có cần phải ghi hình thôi, ghi động gì đâu. Nói với tụi em đó, giờ tụi em cứ nói là chị đi về nhà rồi, vậy thôi. Chị đi về nhà rồi nhưng mà bây giờ đơn giản là anh em tụi em không gặp được. Cái gì nữa? Tụi em không gặp chị thôi. Mà đã ví dụ như không gặp á, chị làm gì chị làm. Nếu mà còn bây giờ tụi em gặp chị rồi á thì bằng mọi cách tụi em chị quýnh em á, giữ vậy giữ được không? Tự nhiên giữ chị lại. Nói chung là em điện cho có điện ai á? Thêm mấy anh nữa. Chị đâu có phải là cái người gì của em đâu. Chị không đi đâu hả? Chị đập em luôn á. Giờ em nhờ thêm mấy anh hiệp sĩ. Không anh hiệp sĩ nào á. Giờ phải dùng biện pháp mà coi như là. Ủa chị có tự do của chị? Hiện tại bây giờ là chị có hai anh em ở đây cả nhà. Ủa chị đâu phải là. Thật là cũng rất là khó luôn. Chứ chị đi em nhớ chị. Tại vì gia đình chị em đã. Chị đâu phải người giúp việc đâu mà em bắt nhốt chị. Không chị đi đâu là chuyện của chị. Ủa em lấy quyền gì em cho chị đây. Cắn em luôn á. Trời ơi tự nhiên đòi nhốt chị, đòi bắt vô phòng trọ khóa cửa đâu. Chị đâu có phải bị điên bị khùng gì đâu. Em điện cho mấy anh hiệp sĩ xuống. Anh hiệp sĩ nào đó. Em làm gì vậy? Chị đứng đây đi. Chừng nào chị lại đợi em đi chút xíu nữa mấy anh. Không có đợi, ngu quá. Ngu quá đợi cho tới đông người hả? Chị đâu có ngu dữ vậy? Có thằng này nó quay phim đập luôn cái máy quay của nó. Mẹ hả? Alo. Ốc ốc gì? Chị làm gì vậy? Ủa chị đâu phải là nào cái gì của tụi em đâu. Mấy anh kia lại đi rồi chị muốn đi đâu á. Mấy anh nào, mấy ông đó đâu có liên quan tới chị. Thì em điện cho bên công an phường xuống hả? Công an phường vậy chị đâu có phạm pháp đâu. Sao không có? Gia đình chị đã nhờ rồi. Nhờ gì nhờ gì? Chị có làm gì đâu? Không. Chị không có đi đâu hết. Chị đi. Buông đâu. Dạ. Buông đâu. Tôi lọt vào luôn á. Dạ. Làm gì nắm tôi. Có thằng này cắn quay.
cấm quay quá. Má. Để cho gia đình chị biết. Cấm quay. Anh cứ quay đi, anh cứ quay đi. Ủa tụi em làm gì ạ? Lát đưa lên trên cơ quan phường luôn. Cơ quan gì? Chị có làm gì mà cơ quan? Bên khu phố là xử lý. Ủa chị có làm gì xử lý? Chị đứng đây. Chị không có ăn cắp ăn trộm xử lý gì? Ây da, ây da. Ây da. Còn quay mà. Quay nó giận luôn. Anh Hải cứ quay đi anh Hải. Em điện cho bên công an phường xuống. Công an phường gì? Chị đứng lại. Công an phường gì? Đâu gì? Tránh ra. Bây giờ chị muốn sao? Chị đi. Em về nhà đi. Chị đâu kệ chị. Như muốn sao tụi em muốn sao? Tụi em muốn tốt cho chị thôi. Tốt đứng thì tránh ra cho tôi đi. Tránh ra cho tôi đi. Bây giờ chị nhờ bên công an phường xuống. Đi rồi, rồi chị đi đâu chị đi? Công an phường nào đây hết á. Không được quay nữa thì chơi thằng kia. Tụi em ghi lại. Tóm lại, tóm lại, tóm lại, tóm gọn lại. Bằng chứng. Bằng chứng gì? Đứng lại, không có đi đâu. Chị la lên đó. Bên bên kia xuống đi rồi chị muốn đi đâu? Không có bên kia, bên kia gì hết. Đứng lại, vô. Má thằng này nó quay quay. Làm cái gì vậy? Để em điện không em. Không có điện gì hết á. Có điện gì hết á. Chị ra coi. Không có điện. Điện cái gì mà điện. Điện cái gì. Con này quay cái gì mà quay. Hai chị em phiền lắm rồi đó. Chị mới là người phiền người ta đó. Em phiền á. Chưa rồi hả? Bà bán đứng tôi hả? Chị đứng yên đó. Cấm quay. Không quay gì nữa hết á. Giờ này không có chị em chị gì nữa hết á. Điện không ai nghe má luôn trời. Chụp lại, chụp lại, chụp lại, chụp lại. Bà đẻ mà cứu đi con. Bà đẻ. Chụp lại, chụp lại. Cái gì á? Tại đây thằng nào công an thì xuống rồi em cho chị muốn chị muốn. Ừ, tự nhiên em nghe chị cho công an hả? Chị mà đi lên phường chị nói chuyện với bên đó làm sao sao người ta cho chị đi thì em cho chị đi. Ủa chị có làm gì đâu mà nói chuyện? Gia đình chị đã nhờ tụi em rồi. Gia đình người ta cũng gia đình chị cũng báo với bên công an rồi. Không có nhờ gì hết á. Anh Hải quay lại nha anh Hải. Quay lại hết nãy giờ rồi. Quay lại làm gì? Chị làm bằng chứng gia đình. Em quay lại làm gì? Để có công là. Em quay làm gì hả? Em làm gì vậy? Chị đứng yên đây. Hả? Ủa chị đi đâu rồi? Ủa, chị đi chứ? Tới gì với chị rồi đó. Tới vậy gì? Giờ tôi nóng lật quá tôi muốn đi đâu tôi đi. Không. Ủa không được hả? Điện không ai được nghe máy chưa? Để em điện mấy anh hiệp sĩ hỗ trợ trước. Chị đứng lại. Em dẹp đi, em muốn quay nữa. Em dẹp không? Alo, alo. Dạ dạ. Mấy em tụi em đang ở chỗ cái chỗ nhà hoang chị đẹp đó hả anh? Xuống hỗ trợ em nha. Dạ dạ dạ. Dạ, liền liền đi để ba đi nha, em cản không được. Chị mệt rồi đó nha. Chị đi vô đây. Chị mệt rồi đó. Chị đi vô đây. Em làm cái gì vậy? Chị có đi đâu chừng á. Tại phía bên công an rồi xuống đi. Thằng... Tại mấy anh hiệp sĩ xuống sắp tới rồi. Hiệp sĩ gì mà hiệp sĩ mệt em quá à. Chị ra đi. Alo alo. À xuống đi em đứng em đang đứng đây lại anh ơi. Ê bà chạy bà chạy bà chạy. Chị đi chị đi chị đi. Nè nè mấy mấy. Đi theo đi theo. Chúc. Ông ơi. Chúc. Ông. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mực ong rừng từ Sơn La nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mật ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn. Để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều.